Mến chào các bạn, mình là Cao Nhà Phương Ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Các bạn đã biết đến rất là nhiều bên đơn vị mình chia sẻ những cái mẫu nhà hành lang chữ L, cũng được xem là cái mẫu nhà kinh điển truyền thống ở hai miền Tây và được rất nhiều bà con mình lựa chọn xây dựng cái nhà chữ L ở nông thôn. Ngoài nhà mẫu hành lang chữ L đó còn có nhà hành lang chữ Y nữa các bạn. Và ngày hôm nay trong video thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người thêm một cái mẫu nhà hành lang chữ Y ở nông thôn để gửi đến mọi người tham khảo. Mẫu nhà này do bên đơn vị mình tư vấn và thiết kế xây dựng chọn gói ở Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long đã chia sẻ về cái mẫu nhà này là với cái chiều rộng mặt tiền là 6m và cái chiều sâu là 15m, được thiết kế là hành lang chữ Y với đầy đủ công năng cho một cái gia đình hai thế hệ sử dụng, gồm các phần hành lang chữ Y phía trước là 1,2m, một phòng khách kiêm phòng thờ, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, khu vực bếp và phòng ăn. Có thể nói rằng là cái công năng ở bên trong là nó rất là rộng rãi và đầy đủ cho một cái gia đình hai thế hệ sử dụng. Vì sao gọi là hành lang chữ Y các bạn? Có nghĩa là cái ngôi nhà này nó có cái hành lang là làm cái khoảng không gian đệm để giúp cho cái ngôi nhà này nó đầy đủ công năng hơn. Cái hành lang này nó đóng cái vai trò là nó trang trí nữa các bạn. Mẫu nhà hành lang chữ Y thì nó đơn giản hơn là cái mẫu nhà hành lang chữ L, và nó áp dụng đối với những cái mẫu nhà là có cái chiều rộng mặt tiền từ 5m, 5,5m cho đến là 6m thì rất là phù hợp để xây dựng cái mẫu nhà hành lang chữ Y. Mẫu nhà này còn có một cái tên gọi khác, nó chính là nhà xây thùng đập tôn một mái xuôi. Cái phần mái cũng là một cái điểm nhấn rất là đặc trưng với những cái mẫu nhà hành lang chữ Y theo phong cách hiện đại đơn giản như thế này. Về mặt tiền ngôi nhà này cũng được thiết kế rất là đơn giản như mình đã nói trên, là hành lang chữ Y, cột thì được thiết kế là cột vuông 450 kẻ chỉ âm trang trí, và cái cột này bên đơn vị mình thiết kế rất là to các bạn, vì cái phản nhiệt của ngôi nhà này nó là 6m. Chính vì vậy mà cái cột nó to, nó giúp cân đối cái mặt tiền ngôi nhà này hơn. Tại cái vị trí hành lang chữ Y này thì sẽ được đúc bê tông. Còn từ cái phần cửa bốn cánh trở ra phía sau là lợp tôn xây thùng một mái xuôi. Để giúp cho ngôi nhà này để trở nên sạch và sáng hơn nữa thì ở cái phần cái mặt tiền bên đơn vị mình sẽ ốp gạch 60x60 các bạn, tạo những cái khoen gạch sẫm vào để tạo cái điểm nhấn. Về phần màu sắc sử dụng cho ngôi nhà này thì mình lấy cái màu trắng đậm đền, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là màu ghi xanh các bạn, hay còn gọi đó chính là một cái màu mà rất là quen thuộc, đó chính là màu xanh tím của hoa đậu biếc. Với tổng cái diện tích xây dựng cái ngôi nhà này là 90m², và bên đơn vị mình nhận xây dựng chọn gói đó chính là 540 triệu nha các bạn. Như vậy với cái chi phí này thì bên đơn vị mình thực hiện được những gì và vật liệu sử dụng như thế nào cho ngôi nhà này thì mình sẽ chia sẻ đến cho mọi người. Về phần cửa thì bên đơn vị mình sẽ chọn được cửa nhôm Sinva màu trắng. Về phần trần thì sẽ được đóng trần khung xương nổi của Vĩnh Tường. Về phần gạch thì sẽ được lát gạch nền là 60x60. Về phần mặt tiền thì cũng sẽ được ốp gạch luôn nha các bạn. Về phần nhà vệ sinh thì sẽ được ốp gạch cao lên 3m và sử dụng toàn bộ các thiết bị là thương hiệu cây xa. Về phần nội thất ở bên trong thì bên đơn vị mình sẽ đi len chân tường chứ không có ốp gạch cao lên như là những cái mẫu nhà khác. Về phần chân nền của ngôi nhà này là cao lên là 450 các bạn, và bên đơn vị mình sẽ tư vấn cho gia chủ là ốp đá trẻ ở phần chân nền này để giúp cho cái phần cái chân nền nó sẽ trở nên sạch hơn, cứng cáp hơn, đỡ bám bụi bẩn. Hiện nay nếu nhắc về cái phần cái nhân công cho cái mẫu nhà xây thùng như thế này thì nó sẽ dao động từ 1,3 triệu trở lên 1m² các bạn, tùy theo địa phương nơi xây dựng ngôi nhà này, cái cách mình sử dụng vật liệu nữa và cái cách mình trang trí, mà cái giá thành nhân công cũng giống như là hoàn thiện ngôi nhà nó sẽ dao động. Thời gian qua bên đơn vị mình cũng cảm thấy rất là vui vì cũng đã tư vấn cho rất là nhiều gia chủ xây dựng thành công những cái mẫu nhà hành lang chữ L và hành lang chữ Y, và đây chính là một trong những cái mẫu nhà mà bên đơn vị mình đã ký hợp đồng và xây dựng với gia chủ ở Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long. Thông qua video này mình cũng xin chân thành cảm ơn gia chủ, gia đình chú Trạng ở Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế xây dựng chọn gói cái ngôi nhà mơ ước cho bên đơn vị mình thực hiện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chú cùng với gia đình, và chúc chú sớm hoàn thành cái ngôi nhà như là mơ ước. Và các bạn hãy chờ xem bên đơn vị mình hoàn chỉnh cái ngôi nhà này trông như thế nào thì mình sẽ thực hiện một cái video chi tiết khi mẫu nhà này xây dựng xong gửi đến mọi người tham khảo. Có thể nói rằng xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này đó chính là niềm mơ ước cả cuộc đời luôn các bạn.
mình tin chắc rằng khi ngôi nhà này xây dựng xong sẽ tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm sáng trên con đường quê nông thôn nơi ngôi nhà này xây dựng. Việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này nó rất là tốt các bạn, vì gian chủ chừa cái phần sân trước là 4m và cái phần sàn sân sau, phản hở phía bên trái và phía bên phải giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này nó được tốt hơn. Gió và ánh sáng ở bất kỳ một cái ngôi nhà nào bên đơn vị mình thiết kế cũng rất là chú trọng, vì nó sẽ giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên thông thoáng hơn và không có bị bức bí trong quá trình sử dụng. Và bây giờ xin mời mọi người cùng nhìn ngắm một lần nữa vẻ đẹp và kiến trúc của cái mẫu nhà quê nông thôn hành lang chữ Y mà mình chia sẻ với mọi người trong cái video này. Mặt bên phía bên trái và phía bên phải của ngôi nhà thì bên đơn vị mình cũng rất là chú trọng trang trí để giúp cho ngôi nhà này nó đứng tại cái vị trí nào nó cũng phát huy hết cái vẻ đẹp và cái view nhìn của nó hết các bạn. Mẫu nhà này có thể nói rằng là một cái điểm mà mình cũng cảm thấy rất là thích, là mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà tổng thể cái ngôi nhà này nó rất là có duyên. Bên đơn vị mình, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng ngôi nhà Mơ Ước ngoài nhận tư vấn thiết kế, bên đơn vị mình còn nhận xây dựng trọn gói ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau. Nếu mà còn mình quan tâm thì xin để lại cái comment bên dưới thì bên đơn vị mình sẽ liên hệ tư vấn cho bà con mình. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Mình vừa cùng các bạn trải qua tham quan và tìm hiểu một số yếu tố kỹ thuật của ngôi nhà cấp 4 hành lang chữ Y với cái chiều rộng mặt tiền là 6m và cái chiều sâu là 15m, và mình chia sẻ cái mẫu nhà để gửi đến mọi người tham khảo. Và video chia sẻ về cái mẫu nhà này của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.